Astoria. What? There lived a young girl named Grace. She was kind and loved taking care of the world around her. Suddenly, a faint speck of light floated down and began to buzz around Grace. This you come going to be so fast. The firefly shared Grace's excitement. I was also planning to make an elderly watch in secret. Maybe. Maybe. What's your name? Let go. That's a juicy one. Good job, Firefly. Sao vào đây? Này, cái thằng bị của Liên Minh giờ đấy ở đéo đâu vào để làm sửa video? Gõ trên gì đây? Tao gõ đéo ra rồi. Vào Google gõ trang bị nào nè. Giờ đúng rồi, mẹ nó ra hết của Riot rồi, đéo ra. Hả? Giờ nó ra hết của Riot rồi, nó Riot tìm nó đéo ra cơ. Bị thị ngáo rồi, cái gì chả có hả? Thế gì? Mày tìm chưa? Mày tên chắc là ở chỗ nào? Bịa. Trang bị nó nợ cần gì vì Riot hay không Riot thì thằng hâm đi. Có trang bị nó đang trang chủ Liên Minh Điện Thoại của Riot đây này. Nó đổ thì cả cái kia rồi. Riot Game, Esport. Không. Đấy xem nào. Đó, áp 4 kênh lên đây. No, chưa áp 4 kênh. Đợi cái đấy nữa. Phải đâu. Có được đâu. Chị bố rồi đấy. Đi mẹ. Không cái gì đây vào cái trang này địch cứ tìm ra có cái gì đâu mà không tìm được trời ơi. Đâu? Đây. Hả? À? Chỗ nào? Kéo xuống, tao gửi cho mày đây. Yeah.
ốm lắm địt mẹ à, ốm lắm địt mẹ, hoa thì tối đêm cứ hoa đá địt mẹ về hoa chết địt mẹ mày, địt mẹ hoa lắm, mệt thì đỡ người đỡ ốm nữa nhưng mà địt nó hoa nhiều quá. Vậy đi phải ăn mới quát làm sao vậy trời, mày mày quát kiểu gì, mày là mày ấn vào hình, mày ấn vào cái ảnh đấy, mày ấn sao chép hình ảnh ấy. Đây thì kìa, tôi chịu bố rồi đấy, tôi còn tôi ấn được vào được, tôi gửi cho bố rồi đi. Làm sao đây? À, rồi. Rồi. Hay đấy. Rồi. Nào đi nào.